cái này thì đợt trước mà không cay, nhưng mà đợt này mọi người bảo là hơi ngọt, cho nên bọn mình sẽ điều chỉnh một chút xíu là nó cay hơn một chút xíu thôi nha. Nhưng mà kiểu ai mà không ăn được cay ấy thì vẫn ăn được nha mọi người ơi. Một hôm bị bung là do bên vận chuyển đấy mọi người hoan hỉ nha. Đúng rồi, mọi người hoan hỉ cho bọn mình nha mọi người ơi. Hơi ngọt thì đợt này sẽ bớt ngọt đi rồi nha mọi người. Bọn mình sẽ kiểu điều chỉnh cái vị dần dần đấy, bởi vì cái khu vực của bọn mình thì nó ăn hơi ngọt một chút xíu, nó hợp vào miền Trung và miền Nam. Còn miền Bắc thì chắc là mua khô bầu của bà Liều thì sẽ hợp hơn. Ôi, con đến rồi nha mọi người. Ăn đi thôi, Lan mà ăn cơm nữa. Dạ. Tám suất nữa mọi người ơi. Tám suất nữa mọi người. Tám suất nữa phải giá là 160k. 160k là cái giá cực kỳ hời luôn mọi người ạ. Mọi người nên săn ngày hôm nay đi nha. Hời lắm rồi. Cái có mình ăn ngon không? Cái có mình ăn nữa không? Không, có lẽ để ăn cái khác nữa. Sao Quang Linh không ra video? À, hôm qua là kiểu gần bên công ty có cái vụ cháy á, cho nên là gọi là sao ta, không hôm đấy kiểu không có tâm trạng để đăng, nhưng mà người đăng thì video sinh nhật của Lôi thì video đấy là vui. Còn hôm qua gần công ty bị cháy, Hà Nội đang buồn đấy mọi người, cho nên là để hôm nay đăng chứ không đăng ngày hôm qua. Chị ơi, có xoài xì dèo không? Hôm nay có hết sạch luôn nha mọi người. Hôm nay có tặng quà luôn nha mọi người. Quà gì cũng nổi. Ngon không? Ngon à. Ngon à. Ôi, còn 2 suất thôi. Ừ, 2 suất nữa mọi người. 2 suất nữa mọi người. 2 suất nữa. Còn mẹ giá 160k nha mọi người. Rất rẻ nha mọi người. Rất rẻ nha mọi người. Nói nhỏ nhỏ thôi, 2 suất nữa nha mọi người. 2 suất nữa với giá là 100. Em ăn đi. Ngon nhỉ? Đợt này ngon hơn nữa mọi người ạ. Càng dần càng về sau thì càng cải thiện cái vị đi nha. Mọi người vắt chanh vào nó sẽ ngon hơn nè. Vắt chanh vào sẽ ngon hơn nha. Bây giờ sẽ lên gì đây anh Tâm nhỉ? Phô gà. Xoài, lên xoài. Xoài đợt trước là đang hết hàng, bây giờ là có hàng rồi nha. Hết khô bòi đấy. Ui chết rồi, thế đừng có bóc xoài ra nhờ. Xoài để mai chỉ hàng lai. Hết khô bò rồi mọi người ơi. Dâng lên thôi nha. Lên xoài nha. Xoài muối ớt và xoài sấy dẻo. Xoài sẽ có hai loại, xoài muối ớt và xoài sấy dẻo. Khô bò bà Liều chờ em một chút xíu nha. Giá niêm yết là 230k. Hôm nay có bao nhiêu anh? Hôm nay có bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Đúng rồi, có xoài sấy dẻo, xoài muối ớt cay nha. 138k. Trời ơi, 138k, 500g. Mọi lần bán 158 nhỉ? Mọi lần bán 158k, hôm nay có thêm bao nhiêu? 20k. Cô hàng mai, cô hàng mai. Cô hàng mai. Đi rồi, không có ăn là đi rồi. Không phải à? Chua. Chờ em một chút xíu, lát em sẽ lên khô bò bà Liều nha. Xoài này sẽ ăn sẽ chua chua ngọt ngọt nha mọi người. Ăn chua chua mà ngọt ngọt, nó sẽ không kiểu bị ngọt gắt. Nhưng mà cái xoài muối ớt thì nó sẽ cay cay nha. Tino lên cô gà. Cô gà, lo thích ăn cô gà. Có 50 voucher nha. Ui, chỉ có 50 cái voucher này thôi nha mọi người. 50 voucher 20k. Còn có 138k nữa thôi. Khánh Hòa thì mấy ngày đến? Tầm 3-4 ngày gì đấy nha mọi người. Mọi người mua hôm nay thì sáng ngày mai bọn em sẽ đi đơn cho mọi người luôn nha. Cay quá. Cay luôn. Xoài muối ớt này thì hơi cay này. Ai mà ăn được cay thì mọi người mua xoài muối ớt nha. Ai mà mua về cho con nhỏ ăn á thì mọi người nên mua xoài sấy dẻo nha mọi người. Xoài thì cũng không có chất bảo quản, nông sản sạch, cho nên là khi nào mà kiểu vận chuyển mà lâu ngày các kiểu mà mới đến mọi người á, mà có tình trạng mà bị ướt hay gì á thì mọi người hoàn lại cho shop nha. Gọi rô đi chị á. Bây giờ ở bên Angola hiện tại là 6 giờ sáng nhỉ? 6 giờ sáng thì lô rô cũng chưa dậy đâu mọi người ạ. Đúng không? Chưa dậy rồi mà. Dậy rồi á? Bây giờ ở Angola sáng chưa? Là buổi sáng, là mới được 6 giờ sáng thôi. Bây giờ không lại gọi đi. Rô lại rồi. Rô là nhanh quá. Thì rô có điện thoại đâu.
thì phải nhờ chú Nam hay gì gọi chứ, đúng không? Mà chú Nam bây giờ gì chắc là chưa ngủ à, chưa dậy đúng không? Đấy, chú Nam bây giờ còn chưa dậy ấy. Chú Nam với cô Quế Anh lúc tối là gọi điện liên tục. Điều cô lại lại điều mình nha. Cô Hai cũng phải mua ra. Cô Quế Anh với là chú Nam là sắp tới là nhìn nhỉ. Tang 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 tang. Cảm ơn chị Kim Ngân nha. Mọi người ơi, xoài này sẽ có hai loại, xoài muối ớt và xoài sấy dẻo. Mọi người ai mà ăn được cay nha, không phải là trẻ con thì mọi người mua xoài muối ớt, còn ai mà nhỏ nhỏ như Lôi này thì mua xoài sấy dẻo nha. Mọi người ăn được cay mà. Lôi không ăn được cay, cay lắm. Còn 23 suất nữa. Còn 23 suất nữa. Còn 23 suất nữa. Mọi người nhanh tay. Ui trời, nhấn vào nút mình. Sắp like với cô Hằng rồi, nói nhỏ nhỏ thôi. Không, cô Hằng đuổi ra khỏi like đấy. Điềm tĩnh rồi. Cô Hằng lúc này mới nhắc rồi, bảo Lôi là nói ăn nói nhỏ nhẹ thôi. Đấy đấy, bắt đầu khéo đấy, khéo bắt đầu. Đấy. Khi nào Lôi về ăn cô la. Mọi người đừng hỏi câu này, Lôi buồn. Lôi buồn ấy. Không phải Angola nữa. Phạm Quang Lôi đến từ Nghệ An. Nghệ An thì mấy ngày tới? Nghệ An thì tầm 2 ngày, 2-3 ngày gì đấy mọi người ạ. Tùy, tùy cái bên vận chuyển nha. Tầm 2-3 ngày. Hello cô Lộc. Đến rồi ăn rồi. Đến rồi ăn rồi. Cái ớt cay này. Ôi trời, bán nhanh nhanh mà ăn nào. Ê mọi người, hôm nay mình sẽ lên mai chị Hằng với anh Linh like từ 11 giờ nha mọi người. Từ 11 giờ. Ê mọi người, hôm nay mình sẽ nói giọng Sài Gòn. Hôm nay mình sẽ nói giọng Sài Gòn. Hôm nay mình sẽ nói Sài Gòn. Giọng Sài Gòn. Giọng Sài Gòn. Hỏi chủ tâm nha, mấy suất Lôi à? Cái này là ngày sản xuất là ngày 19 tháng 5 năm 2024 nha mọi người ơi. 19 tháng 5 mọi người, năm 2024. 12 suất nữa nha mọi người. 12 suất nữa. Đâu, mọi người chỉ còn 12 suất nữa thôi.